Hello các bạn, lâu nay đi chơi quá là chưa quay một cái sản phẩm công nghệ nào các bạn. Đây quá đi rồi. Bây giờ bắt đầu trở lại với công việc. Đây là cái khu vực cầu thang mới làm và cái cửa hàng vẫn đang trong quá trình sửa chữa. Mai mốt khi nào hoàn tất hết cái sửa chữa mới, mình sẽ có một cái video chia sẻ với các bạn ha. Cái cầu thang mới nhưng mà từ từ mình sẽ chia sẻ. Từ từ chia sẻ với các bạn sau. Có một chiếc xe vàng vàng giống cái màu cầu thang, ghê chưa? Ủa giao gì em? Gì chị Hương? Dạ, sau với dép lít. Ghê vậy? Ghê, Nam phụ trên hàng luôn hả? Trời, Sài Gòn đang mù mịt chuẩn bị mưa các bạn. Có một chiếc xe vàng vàng y chang cái màu cầu thang luôn. Ở trong có cái cầu thang vàng vàng y chang ha. Đây. Bởi giờ đi chơi quá nay mới thấy một đống hàng nè. Đó. Bốn cái thùng này gần 2 tỷ hả? Dạ đó. Dữ vậy trời. Để lên mình quay coi cho các bạn coi cái gì trong này nha. Rồi hôm nay mình quay vlog vui vẻ thôi. Đúng không Khoa? Khoa đang ôm nhiêu đó? Ba cục không biết cục gì. Đi chơi lâu quá không có thấy nhập hàng nè. Đây coi nhập hàng thử coi nhập gì. Chuột. Nhập gì đây chuột? Trời ơi. Nay ngày mấy rồi cả hàng sớm vậy ta? Ngày hôm mấy bán vậy hơn? 26 bán còn 2 ngày nữa hả? Vô. Một hộp nhỏ vậy là 10 cái. Hộp chút xíu là 10 cái. Bốn mấy triệu cái á. Câu luôn. The next day. Các bạn, đó thì qua cái những cái hình ảnh đầu tiên nhập hàng thì giờ mình lấy một số cái sản phẩm để trên bàn đây ha. Đó thì lâu nay đi chơi quá là bữa nay mới có một cái video trở lại với những cái sản phẩm công nghệ mới các bạn. Thì Galaxy Fold Z Fold 4 và Z Flip 4 ra mắt từ bữa giờ rồi. Trưng bày trải nghiệm và pre-order rồi ha. Thì sau khi cái video này mình lên thì 9 giờ tối nay thì chính thức là sản phẩm được giao tới tay người tiêu dùng ở Việt Nam. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Samsung giao hàng cho khách hàng ở Việt Nam sớm nhất trên toàn thế giới các bạn. Giờ mình quay lại chút xíu để các bạn dễ hình dung trong một cái video ha. Thì Galaxy Z Flip 4 đây là cái hộp chính hãng các bạn. Chính hãng tại thị trường Việt Nam cũng như thị trường toàn cầu. Đó, cái hộp nó như vậy. Và cái Z Flip 4 này đợt này nó tới 4 màu các bạn. 4 màu. Đó. Để mình coi màu gì nha. Đây. Các bạn nhìn cái chữ Z Flip 4 nè ha. Mình đọc tiếng Việt Z Flip 4, còn các bạn đọc tiếng Anh thì Z Flip 4. Đây màu tím quen thuộc, màu bạc bạc ha, màu vàng và màu xám đen ở đây. 4 màu. Hộp rất là mỏng như cái hộp bánh vậy đó. Còn Z Fold 4 các bạn, Z Fold 4. Cái hộp đây. Đó. Tối nay 9 giờ các bạn nhận được. Cũng có 3 màu ha. Hiện tại em có 3 màu. Tất cả những cái thông số kỹ thuật, màu sắc, phiên bản, dung lượng thì có hết trên website và thông tin mình nghĩ là các bạn biết hết rồi. Thì bây giờ mình chỉ mở hộp lại để các bạn dễ hình dung cái sản phẩm nó như thế nào ha. Samsung Galaxy Z Fold 4 linh hoạt biến hóa sở hữu ngay. Đây là sản phẩm chính hãng được bán ra chính thức tại thị trường Việt Nam, gồm có một cái máy
À, đây phụ kiện nó nằm đây các bạn. Một cái máy và cái phụ kiện này thật sự không có gì hết ha, ngoài cái sách hướng dẫn. À, đây dưới một cái cây chọc sim bỏ trong cái kẹp giấy nè, siêu mỏng này các bạn ha. Một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng nè, chút xíu vậy thôi bằng tiếng Việt. Cái cây chọc sim để đây và một cái cọng cáp C2C đó, rất mỏng, tiết kiệm tối đa cái gọi là không gian để trong cái hộp các bạn ha. Thì bây giờ một cái thùng như vậy là tới 10 cái máy mà chút xíu thôi, họ tiết kiệm lắm. Bây giờ cái vận chuyển, cái chi phí vận chuyển nó sẽ được cắt giảm xuống các bạn, nhờ họ làm cái hộp mỏng này đó. Rồi đây là cái máy nè các bạn, máy nè. Đó. Các bạn thấy đẹp không? Cụm camera, ba cái camera đặt dọc xuống. Thiết kế vuông vắn hơn so với cái mẫu Z Fold 3 ha, thì thật ra nếu mà các bạn nhìn lướt qua thì các bạn khó mà phân biệt được ha. Tuy nhiên có một số những cái cải tiến nó làm cái góc nó vuông vắn hơn, nhìn nó nam tính hơn, viền nó mở rộng ra một chút, rồi nâng cấp camera cũng như là cái bộ xử lý cấu hình nó tốt hơn so với năm ngoái. Còn cơ bản về hình dáng, hình dạng, về cái sự nhận diện để một người xa xa nhìn vào thì nó không có gì khác biệt nhiều các bạn ha. Cái vết lằn ở chính giữa hai màn hình nó vẫn còn nhưng mà nó nhỏ hơn các bạn ha. Camera đục lỗ vẫn còn đó ha. Đây camera trước mà đó, camera đục lỗ xuyên màn hình các bạn. Khi mà các bạn mở một cái trình duyệt lên nè, các bạn thấy cái điểm camera là một cái lỗ trắng ở đây ha, rất là mờ ha. Mình tinh con mắt mình mới thấy, tức là cái nhìn qua một cái màn hình trắng bóc về, các bạn dễ hình dung là sẽ có một cái camera trước nó ẩn bên dưới màn hình. Thực sự ở đây là những cái điểm ảnh nó làm mờ đi. Nhưng mà khi mà các bạn bật cái camera lên nè ha, đó các bạn sẽ thấy nó là một cái lỗ đen đó, camera trước. Rồi cái này thì đã có trên những cái thế hệ sản phẩm khác của Samsung rồi. Còn cái mặt hình trước của cái máy thì bây giờ nó mở rộng hơn một chút. Nói chung là mọi thứ nó nâng cấp ngon hơn cái đời trước. Nhưng tổng quan về hình dạng rồi thiết kế thì nó không có quá nhiều khác biệt các bạn ha. Đó các bạn ha, mình cảm giác mình cầm thì thấy nó có vẻ nó vuông vắn ở những cái góc, rồi trông nó sang trọng hơn, cứng cáp hơn. Và ngoài ra thì nếu mà nhìn xa xa, một cái người mà ở xa họ nhìn thấy lướt lướt qua thì cũng khó phân biệt đúng không? Rồi Phước bữa giờ ở nhà thấy viết bài nhiều, khui hộp các kiểu á, thì sẵn có Phước phè phẩn ở đây này, coi có nhận xét gì không? Rồi. À, bây giờ mình xin chia sẻ ở góc độ cá nhân ha. Thì năm nay mình thấy là con Fold 4 á, là về thiết kế của nó đã gọn hơn và cái cảm giác cầm nắm của nó rất là tốt. So với việc là mình thấy là cái bản lề bạn nó làm mỏng đi nè, nó không còn to nữa. Là cái nhất, cái thứ hai là năm nay Samsung á, là họ đã rút ngắn về cái chiều dài và làm giãn ra về cái chiều ngang. Cho nên là cái màn hình cái bạn xài ở chế độ gặp lại như thế này nè, nó tốt hơn rất là nhiều đó. Cái cảm giác mình cầm như là một cái chiếc điện thoại bình thường chứ không còn là một cái chiếc điện thoại gập nữa. Đâm ra là khi bạn có xài ở chỗ gập á thì về cái hiển thị á, nó đã tốt hơn so với lại thế hệ trước. Hành động đúng không? Dạ đúng rồi, nó sẽ đủ đủ mình dùng mà không cần phải mở bên trong ra. Trừ khi bạn muốn đọc báo hoặc là bạn xem một cái nội dung nào đó nó phải bự á thì bạn sẽ mở ra như thế này. Đó, thì mới bạn xem. Còn không thì bạn chỉ việc xài như thế này thôi là cũng đã gọi là quá tuyệt vời. Thì đó là cái cải tiến về cái trải nghiệm cầm nắm trên chiếc Fold 4. Rồi các bạn, tiếp theo cái Fold 4 ha, thì đây là cái Flip 4, một cái nắp gập nữa ha. Thì cái này dành cho các bạn nữ, nhưng mà thời gian gần đây nhiều anh nam cũng rất là thích. Yeah, I move like a queen. Maybe won't you
it up like me, be confident now. Snap it down like me, don't ruin my vibe. Coming in hard in a snap like. Và đây là chiếc Flip 4 các bạn ha. Thì cái hộp nó cũng vậy, có một cái hộp nhỏ ở trong này đựng cái tài liệu, rồi cũng không có cái củ sạc nha các bạn, không có củ sạc mà có một cái cây chọc sim và một cái sợi cáp C2C vậy thôi đó. Thì năm nay màu sắc cũng như là một số cái cải tiến trên Flip 4 đó, các bạn ở Việt Nam sẽ được nhận hàng vào tối nay 9 giờ đêm. Chắc là một trong những thị trường sớm nhất thế giới ha các bạn. Cũng giống như Fold ha, thì những cái vắt cạnh nè, mình cảm giác được nó vuông hơn. Đó, nó vuông, nó phẳng hơn và những cái góc này nó bo cũng rất là nhẹ nhàng, rất là cứng. Tạo cảm giác cho một cái máy sang trọng, cứng cáp. À, mình với Phước cũng nói về cái điểm nhấn về ngoại hình thôi. Còn về cấu hình thì các bạn có thể dễ dàng ha, xem ở trên website. Đó, cái điểm nhấn năm nay theo mình thấy là cái màn hình ở phía trước này nó rộng hơn. Đó, nó rộng hơn. Và hình như nó có những cái tính năng khác nó hấp dẫn hơn cái đời trước các bạn. Đó, các bạn có thể dễ dàng để những cái icon lên đây, bấm mở đèn pin đồ này kia ở đây. Rồi thậm chí dùng Samsung Pay ngay trên cái màn hình trước này luôn. Hai camera đặt dọc ở đây. Nhìn rất là đẹp. Rồi, mình mở ra coi. Đó. Các bạn thấy sao? Cũng là cái màn hình đục lỗ tròn ha. Khi mà các bạn dùng như vậy thì nó khác cái Fold, đúng không Phước? Dạ đúng rồi. Cái màn hình đục lỗ này không có ẩn. Dạ đúng rồi. Không có ẩn các bạn. Dạ. Rồi Phước mở cái dạ. Cái đây để sát vô, để sát vô. Mình sẽ một cái nền trắng cho bạn coi. Đó, hai cái nền trắng nè. Đó. Hai cái nền trắng các bạn. Thì bên này dính một cái lỗ tròn, bên này có cái lỗ nhưng siêu mờ luôn. Đó là cái công nghệ camera trước ẩn dưới màn hình của Samsung. Đó, nhưng mà mình không hiểu sao lại làm trên cái máy đó có mà cái máy Flip này không có ha. Chắc là tiết kiệm chi phí để cho cái máy này có giá thành nó thấp hơn các bạn. Đó, có vẫn còn một cái lỗ đục ha. Rồi khi mà camera lên thì cũng bình thường như vậy, các bạn chụp hình rồi bật camera trước thì nó chớp chớp cái camera ở đây, nói chung là nó là màn hình đục lỗ. Hiện lên rồi ha, lúc này nó sẽ hiện cái camera đó. Rồi những cái tính năng thì nó cũng không có gì thay đổi nhiều các bạn. Các bạn dùng Samsung từ xưa tới giờ thì như vậy ha. Một cái điểm mà các bạn mong đợi á, tức là cái ngấn á nè, cái ngấn mà gặp cái màn hình lại giống như các bạn xếp cái bánh tráng lại. Các bạn mở ra thì nó có một cái điểm nhăn ở đây thì vẫn chưa được Samsung giải quyết triệt để ha. Đó là một cái mà rất nhiều người dùng cái thế hệ điện thoại gặp, họ mong ước những cái mong ước khác của người dùng để đều được Samsung cải thiện các bạn nha. Đều được Samsung cải thiện. Mình ví dụ ha, tăng cái diện tích màn hình trước lớn lên, camera tốt hơn, thiết kế sang hơn, độ bền của gập mọi thứ ha, màn hình, camera ẩn đồ các kiểu. Nhưng mà cái mà người ta mong đợi nhất là cái nếp nhăn. Mặc dù theo cá nhân mình thì cái nếp nhăn nó không quá ảnh hưởng tới quá trình sử dụng. Các bạn đọc một bài báo, xem một tấm hình, xem một cái bộ phim trên YouTube thì cái nếp nhăn của cái màn hình nó không có gây ảnh hưởng hoặc là gây một cái sự khó chịu. Nhưng mà các bạn nhìn đi nhìn lại rồi sờ sờ vô thì vẫn có một cái nếp nhăn nhất định, cho nên mọi người vẫn mong chờ cái ngày Samsung giải quyết được cái chuyện này. Không biết ngày nào. Có nghĩa lẽ là cái công nghệ màn hình gập chưa có một cái gọi là lối mở nào để giải quyết cái vấn đề. Theo Phước thì cái bản này có gì mới so với bản cũ? Một cái điểm lợi thế mà những người dùng mà xài con Flip so với con Fold là năm nay Samsung đã nâng cấp về cái pin con này lớn hơn để mình xài nó lâu hơn. Trong khi con Fold 4 này thì cái dung lượng pin nó vẫn như cũ ha. Thật ra là mình nghĩ là cái việc mà tăng dung lượng pin lên cho con Flip á thì nó giúp cho chị em mà hay xài để mà livestream hay là chụp hình vlog đồ á thì nó sẽ lâu hơn, và kết hợp với lại là nó cũng có sạc nhanh, đâm ra là nó sẽ tiết kiệm thời gian để cho các chị em phụ nữ họ xài cái máy này nó sẽ lâu hơn và nó sẽ không có bị
trì hoãn cái công việc của mình hàng ngày với lại cái con flip này đó. Và mình thấy là cái thiết kế thì đúng là năm nay Samsung họ làm nó sang hơn rất nhiều, việc là thiết kế phẳng ở những nguồn viền đó bạn, nên là đánh giá là rất tuyệt vời. Và cái bản lề năm nay Samsung họ cũng đã cải tiến tương tự như là Confo 4, là nó đã làm cái phần gáy ấy, nó gọn hơn, nó mỏng đi và cái cơ chế gập nó chắc hơn rất nhiều bạn. Năm ra là mình đánh giá là xét về những cái chiếc điện thoại gập á, gần như là Samsung hiện tại là đang đi đầu, không có ai qua được cái này hết đó. Về chương trình khuyến mãi các bạn, chương trình khuyến mãi và quà tặng thì các bạn dễ dàng vào trang web mainguyen.vn, giá cả cũng sẽ rất là linh hoạt bằng cách là sẽ trừ quà tặng đồ, nói chung là khuyến mãi rất là khủng trong đợt này ha. Z Flip 4 với 4 màu và Z Fold 4 với 3 màu giao hàng vào tối nay. Thì các bạn vào trang web mainguyen.vn/samsung là có hết mọi thứ ở trên đó, thông tin khuyến mãi, dung lượng 512 giá bao nhiêu, 256 giá bao nhiêu, 128 của Z Flip. Z Flip thì có 128 và 256 các bạn, còn Z Fold 4 thì có 256 và 512. Khuyến mãi thì rất là khủng. Đó thì phụ kiện nữa, phụ kiện cũng rất là nhiều luôn. Sản phẩm liên quan gồm rất nhiều phụ kiện và rất nhiều màu sắc ở đây. Thì các bạn vào website để dễ dàng theo dõi những cái sản phẩm mới ha. Rồi bây giờ một số phụ kiện ở đây mình cũng muốn giới thiệu trong một cái video này để các bạn khỏi xem 2-3 cái video. Thì cái đầu tiên là cái đồng hồ. Đồng hồ thì nó là cái sản phẩm khác chứ không phải phụ kiện ha. Đó, Watch 5. Watch 5 ở đây thì các bạn thấy có hai cái loại hộp nè. Đây các bạn, cái hộp mà màu trắng, cái hộp màu trắng là cái hộp gì? Cái hộp màu trắng là Watch 5 bình thường nè các bạn ha, Watch 5 bình thường. Đó. Đây, màu sắc có hết trên website. Và cái hộp màu đen này là Watch 5 Pro các bạn thấy ha. Đó, Watch 5 Pro. Thì giữa cái Watch 5 thường và Pro khác nhau cái gì Phước ơi? Dạ, là đầu tiên là nhìn đập mắt mình là về thiết kế rồi. Thiết kế của con Watch 5 Pro thì nó sẽ trông nó nam tính hơn, nó cứng cáp hơn so với lại con 5. Thứ hai nữa là về một số về cái phần cấu hình thì cũng sẽ khác hơn, để mà dành cho bạn nào mà có cái nhu cầu tập luyện nó cao hơn á thì chấm con Pro. Còn bạn nào mà có nhu cầu xài cơ bản hàng ngày á, hoặc là nữ á, thì mình nghĩ là con 5 là quá đủ. Về kết nối các bạn, thì cái thế hệ thứ 5 này có đầy đủ GPS, Wi-Fi và Bluetooth ha. Đó, để lát mình xuống quầy mình quay cái Watch 5 đang trưng bày dưới cho các bạn xem. Ten, mới mượn được cái hộp các bạn, nhìn hoành tráng không? Đó, đố một Phước hộp gì? Đây, Watch ha, Watch đồng hồ, chắc chắn là sẽ quan cái đồng hồ này. Có chữ Limited Edition nữa, ngày qua mình post này lên Facebook, có nhiều bạn hỏi anh ơi, cái hộp này là cái gì, có gì khác biệt. Giờ mở ra cho các bạn coi nha. Wow. Đây, cái chương trình bán hàng đặc biệt của Samsung các bạn ha. Bán hàng đặc biệt của Samsung. Đó, chỉ dành cho Galaxy Watch 5 Pro thôi. Còn cái Watch 5 thường ở đây, Watch 5 thường ở đây là không có khuyến mãi, không có khuyến mãi này ha, có khuyến mãi khác nhưng mà không có khuyến mãi này. Nếu các bạn mua cái Watch 5 Pro thì sẽ được cái hộp này. Đó, hộp này. Mở ra thì các bạn có một cái thư cảm ơn. Đây, nằm ở chỗ này ha. Ở trên này nó ghi nè: The Watch does know you best. Chiếc đồng hồ mà gì? Đây là chiếc đồng hồ tốt nhất bạn từng biết. The Watch. Đây là chiếc đồng hồ tốt nhất mà bạn từng biết hả? Mà bạn muốn biết. Hả? Đây là chiếc đồng hồ tốt nhất mà bạn muốn biết. Bạn khá là dạy anh. Đây là chiếc đồng hồ tốt nhất mà bạn muốn biết. Rồi. Bây giờ cái thư này có gì mình đọc cho bạn coi. Samsung, thank you, cảm ơn bạn. The Watch. Đó, đây là chiếc đồng hồ tốt nhất mà bạn muốn biết. Cảm ơn bạn đã chọn cái đồng hồ thông minh này, Samsung Galaxy Watch mới, là bạn đồng hành đáng tin cậy trong công việc theo dõi tập luyện và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe của bạn. Một cái thư họ để đây. Kế bên là một cái Galaxy Buds 2 các bạn ha, một cái tai nghe True Wireless của Samsung. Đó, nguyên box nguyên seal chính hãng. Cái này giá khoảng nhiêu Phước ơi? Nhớ không? Để em coi giá thôi coi. Đó, thì cái này là cái gì?
Cái này là quà tặng của cái Galaxy Watch 5 Pro các bạn. Đó. Các bạn mua cái Watch 5 Pro. Watch 5 Pro thì giá cả các bạn cũng coi trên website ha. Đó. Thì được tặng cái Galaxy Buds này. Và được bỏ trong cái hộp này. Đó. Thì các bạn có thể mua tặng người yêu, tặng ông xã, rồi là tặng sếp, tặng nhân viên gì đó. Đó. Mua cái này tặng. Thì được tặng cho cái này, rồi tặng cái thư, rồi tặng cái hộp nữa, rồi đem tặng cho ai đó, rồi hết sảy luôn. Đúng không? Quá tuyệt vời. Rồi, ngoài cái... Sao, có giá chưa? Chưa, em chưa thấy luôn. Không, bấm vô cái Watch á. Watch Pro anh ha. Bấm vô Watch Pro, có khuyến mãi trong á. Rồi. Đây, 2990 anh. Cái đồng hồ trị giá 2 triệu. À, không, cái tai nghe. Cái tai nghe trị giá. Cái tai nghe quà tặng á các bạn. Đây, cái chương trình khuyến mãi cho nên mình nói các bạn coi trên website ha. Đây. Cái này các bạn mua được tặng cái tai nghe Buds 2 trị giá 2.990, tức là 3 triệu. Rồi các bạn tặng thêm, được tặng thêm một cái phiếu mua hàng 1 triệu nữa, rồi thu cũ trợ giá rồi này nọ nữa. Đó, rất là hấp dẫn. Cực kỳ hấp dẫn luôn. Đó là cái đồng hồ các bạn ha, mấy cái đồng hồ. Rồi. Tiếp tục. Những cái đồng hồ là những cái cover, những cái phụ kiện nè. Đây mình điểm danh qua. Này là cái standing cover with band. With band ha. Này là cái cover có cái chân chống đứng và có cái bút ở trong này luôn. Rồi tiếp theo. Đây là cái silicon grip cover. Tức là cái cover với cái nắp bọc silicon. Thôi bây giờ để mình khui mỗi model một cái cho các bạn dễ hình dung nha. Bây giờ mình đang là cái màu xanh này. Giờ mình khui cái màu xanh luôn nha. Để các bạn dễ hình dung luôn. Và cái video này mình muốn làm một cái video thôi. Cho dù nó hơi dài chút xíu. Nhưng mà để các bạn xem một cái là nắm hết hai sản phẩm luôn. Đây là những sản phẩm chính hãng các bạn. Ha, chính hãng và rất là cao cấp xịn sò của Samsung. Đây, cái hộp khui ra mới tinh ha. Chính hãng luôn. Đó, tem nhãn mác của tập đoàn Samsung đầy đủ hết tiếng Việt. Đây có một cây bút các bạn. Đó, đẹp chưa? Rồi, trong cái video này cái tay mình nó bị, bữa mình khiêng đồ ở bên Mỹ nó bị trầy, cho nên nếu mà video xấu mong các bạn thông cảm nha. Đó, đây là cái ốp. Đó, trong này có ngòi bút nữa nha, ngòi bút nè. Đó, lấy ngòi bút ra cho các bạn coi. Giống như những cái bút S Pen ngày xưa các bạn dùng ha. Cái đồ này là cái nhíp để mình lấy bút ra, trong này thì có ba cái ngòi nè. Đó là một cái bộ của nó ha, giá cả các bạn cũng coi trên website giùm mình. Và đây là cái ốp nhựa có chân chống nè. Đó. Đã không? Rồi ốp vô coi nó ra sao. Đây. Bóp vô. Đó, nó dày lên. Rồi cái phía trước nè. Phía trước là nó có keo các bạn ha, có keo nè, các bạn về các bạn lột cái lớp keo, cái góc có keo hết. Lột ra. Rồi mình in vô. Đó, khi mình in vô thì có keo nó hít. Nó hít vô cái máy. Còn đây mình không có lột ra thì nó còn cái miếng ở đây nè. Đó, hít vô nó như vậy. Khi mình bật ra mình dùng thì nó như vậy ha. Do mình chưa dán cho nên là nó cứ lỏng bỏng vậy. Do các bạn tháo cái seal ra, các bạn dán vô thì nó sẽ khít. Là nó như vậy. Đó. Mặt trước này. Mặt sau đây. Chân trống đây. Thì chân trống các bạn để nè, trống nè. Đó. Rồi các bạn bung ra. Bung ra. Bung ra thì trống như vậy. Đó, mình coi phim. Có chân trống ha, chân trống rất là ngon lành nè. Đó. Rồi cái bút ha, xem các bạn đậy lại nè. Nắp lại nè, cái bút nè, hít chưa? Hít đâu? Mình coi hít chỗ nào. Coi cái hình của cái hộp thử. Nó không có gì vậy. Đây. Đó. Rồi, do mình lúa quá các bạn ơi, cái hộp nó vẽ nè, mình hay lúa ha. Hai lúa cho nên là mình không có biết là
là khi mà mình dùng cái chân chống này rồi cây bút ở đây thì mình bỏ vô sao nó có hít hay không, mà thật ra té ra là nó về. Mình hất ở đây ra nè các bạn, nó có cái khe ở chỗ này ha, thì đây là cái chân chống đó, nhét nó vô nè ha. Đó, qua quay con cảnh nè, đó nhét vô kêu cái cốc một cái là thành cái chân chống. Thì các bạn không dùng cái chân chống nữa, các bạn tháo nó ra nè, đó nhét cái cây bút vô, đó nhét cây bút vô đây, nó cho chỗ này nó có cái khớp nè, nhét vô đẩy vô nó kêu cái cốc một cái dính luôn trong này à, đó thấy không, thành cây bút mà rút ra nè, đó ngon chưa. Ngon lành ha. Đó. Cái nốt nè, tiếp nè, tạo cái chú nè. Bút này là không cần phải sạc nha các bạn, không cần phải sạc. Không sạc ha. Không cần phải sạc luôn. Tạo cái chú, tiếp. Giờ mà mới chưa setup cho nên là nó đòi hỏi mấy cái bước setup các bạn ha. Đó. Bút này không cần sạc các bạn. Phước nó là không cần sạc. Đó, đậy lại như vậy. Rồi các bạn dùng xong các bạn cắm vô đây. Đó, cái đầu ra hả? Dưới này hả? Anh để cái logo phô cho anh. Cái này nè, cái logo à. Này. Anh nhét lên trên. À đây có nhét, logo nè các bạn. Anh nhét vô. Phô Edison nè. Cái ngồi nằm dưới đúng rồi. Nhét vô. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Đó. Mới khui lần đầu tiên mà. Cho nên là nó lộng cộng á. Cho nên các bạn mà mới mua về cũng có lộng cộng ai trang mình luôn. Coi video mình là hết lộng cộng nha. Tháo ra. Nhét này vô, hàng mới các bạn, mới vừa khui đầu tiên luôn. Bật ra, rồi xong. Một cái phụ kiện ngon lành, cành đào các bạn ha. Đây, trong chân chống nè. Hai cái này là hai cái phụ kiện tách rời trong cái ốp lưng này các bạn ha. Đó. Rồi còn gì nữa, hấp dẫn nữa hay không? Đó các bạn dùng thì các bạn nhớ cất cái bộ ngòi bút này ha. Khi mà cái ngòi bút mình có vấn đề thì các bạn dùng cái nhíp này rút ra các bạn thay. Đó, như vậy là nó cũng có mấy món lòng thòng ở đây là cái chân chống rồi bút rồi ngòi bút rồi đó, một mớ đây nè. Rồi, cái sản phẩm này thì có 3 màu các bạn. Nó giống như 3 màu phô đang bán ra thị trường như vậy. Một cái màu đen, một cái màu... màu này mọi người thích lắm, màu kem nè, đó, và một cái màu mình vừa khui, đó, đó là cái sản phẩm đầu tiên mà mình thấy là nó hay đó, các bạn nên mua nếu các bạn thích dùng bút. Tiếp theo là cái silicone grip cover này có mấy màu ta, đây các bạn, hình như 3 màu á, không? Đây không, nó có 2 cái à? Đó, trước mắt là có 2 màu các bạn, 2 màu. Rồi những cái màu khác thì có thể sau này có nữa, sản phẩm ra liên tục và xuất hiện trên website Mai Nguyên. Thì này rồi mình cũng chưa biết nó có gì, chỉ nhìn cái hình không ha. Giờ cũng khui ra vọc luôn. Mình với các bạn cùng nhau vọc ha. Coi nó là cái gì. Là cái gì? Hàng chính hãng hết các bạn. Chính hãng xịn sò hết. Lần đầu tiên khui luôn cho nên là tự mày mò, có một cái tờ giấy, một cái ốp, tờ giấy. Đó thì cũng giống như cái nãy nè. Phía trước này thì họ sử dụng cái keo hít. Mình lột ra mình in vào cái mặt trước của cái phâu. Đó, in vào kêu cái cốc. Rồi mặt sau thì có cái đây, ốp vô. Thì nó có cái này nè. Có này để làm chi, để gì ha, thọt cái tay vô nè, các bạn thấy không, có chữ phô nè, đó, có dây thun, bắn chim được nè, ghê không, dây thun giãn dữ rồi các bạn ha, đó, có cái quai ở đây, logo Samsung đây này bằng silicone, nhìn khá đẹp luôn, thiết kế nói chung là tuyệt vời các bạn, chắc chắn sắc sảo ha, đó, thọt cái tay vô để coi ai giật mình giật lại. Khi mình mở máy ra thì như vậy, mình cầm có vẻ nó chắc chắn và tự tin hơn. Đó, thì tùy các bạn ha, tùy các bạn quyết định mua cái phụ kiện nào. Còn nếu thích thì cứ thứ nào cũng mua hết, là lâu lâu mình thay đổi. Đó là cái gọi là silicon grip cover các bạn ha, silicon grip cover. Nó có cái grip này gọi là cái grip.
cái chỗ mà mình xỏ ngón tay vô có cái logo fold để mình cầm cho nó chắc chắn. Rồi còn không không thích thì cứ cầm về. Đó. Rồi cái phụ kiện dành cho Galaxy Z Fold 4 các bạn. Thì ở đây có một cái front protection film, tức là một cái miếng dán màn hình ở mặt trước ha. Chính hãng Samsung luôn, rất là ngon. Thì khi mà các bạn mua cái Fold thì các bạn nên mua cái miếng này luôn, nằm trong cái hộp xịn sò luôn. Đó, để mình dán mặt trước ha. Còn cái mặt trong thì hãng đề xuất là mình không có can thiệp, không có dán, không có làm gì mặt trong hết. Tại vì nó ảnh hưởng tới cái việc gập cái màn hình. Mặt trước thì không có gập cho nên là họ làm cái miếng dán này. Rồi mình dán lên là xong, rất là dễ, nhân viên sẽ làm giúp ha. Giá cả các bạn xem trên website, mình có để đường link. Tiếp theo là một cái slim standing cover. Đó, cái này là cái gọi là cái standing cover mà nó mỏng. Thôi sẵn mình cũng tò mò đó, mình cũng cắt ra coi nó là cái gì. Cắt ra cho các bạn coi luôn. Tại vì nhiều bạn coi cái video mình ở xa, ở tỉnh đó, thì sẽ không có hình dung được khi mà không có video ha. Hình ảnh nó không có nói hết được. Mình quay video các bạn dễ hình dung hơn. Đó, cái này thì cái nó là một cái cover bình thường. Ở trong nó có một cái lớp da mịn nè. Đó, lớp da lộn mịn. Các bạn in cái máy vào thôi. Đó, da luôn các bạn ơi, cái này da luôn ha. Da nè, da cứng đẹp. Chụp vô nó liền lạc với cái cụm camera luôn. Nhìn rất là mỏng, thanh. Đó, thanh lịch. Nó khác với cái nãy có cái bút và có cái grip để mình xỏ tay. Thì cái này nó không có bút, không có chân chống, không có xỏ tay. Nó là một cái ốp hai mặt, mặt sau và mặt trước. Mặt trước thì viền. Rồi các bạn dán cái miếng dán màn hình vô nữa thì nó bảo vệ toàn bộ cái máy của mình. Đó, thiết kế đẹp. Mặt trước các bạn nhớ lột cái keo ra để nó hít chặt vào cái khung máy ha. Đó, cho ra một cái độ hoàn thiện, một cái sự liền lạc rất là đẹp. Đó, bung ra nè. Đây là cái slim. Slim là mỏng. Standing cover các bạn. Rồi mình nhầm chút xíu các bạn, cái này là cái bản da đó, cái bản da gọi là leather cover ha. Tức là họ làm cái này bằng da, giá nó sẽ cao hơn. Chỉ có một cái màu này thôi, sau này không biết có về màu nào nữa hay không. Còn hai cái này cũng y chang như vậy, đó, mình thấy hình mình nhầm. Y chang như vậy luôn, nhưng mà nó là bằng nhựa các bạn. Slim standing cover, nó là nhựa mỏng. Nó nhựa mỏng, nó sẽ ôm sát hơn. Nó làm cho cái máy mình nó mỏng, mảnh mai hơn. Còn này là leather cover. Để mình khui luôn cho các bạn thấy nè. Khui cái màu trắng này thử coi. Cái này là bằng nhựa siêu mỏng nè. Đó. Coi ốp vô nó làm sao. À, nhựa mỏng nè. Đây. Cái này nó có khác các bạn ơi. Cái này nó standing nữa. Nó là nè. Nó là standing. Còn cái bằng da là không có standing. Nó ghi rõ nè, leather cover tức là bằng da thôi. Đây standing nè. Đó. Gắn vô thì chỗ này bật ra được nè các bạn ha. Đó. Hai lớp có hít. Khác nhau bởi vì phải làm video khui ra các bạn dễ coi. Đó, ốp lại nè. Thì cái này nó khác cái standing mà có cái bút ha. Standing này nó nguyên cái tấm này luôn. Bật ra thì các bạn sẽ để cái máy mình như vậy. Đó, chân chống nè. Để máy như vậy, còn nếu các bạn bật ra thì nó như vậy. Bật ra như vậy, chân chống như vậy. Đó. Này là bằng nhựa các bạn. Slim standing cover. Đó, nhưng mà thiết kế rất là đẹp ha. Thiết kế rất là đẹp, nhìn nó giống da luôn. Mịn màng, rất là đẹp. Cái chất liệu với cái màu sắc tuyệt vời luôn. Khi các bạn muốn bật chân chống, các bạn thò tay vô chỗ này, các bạn hất này ra nè. Đó là những phụ kiện chính hãng ha. Rất là xịn, đã có hàng luôn. Ngay cái lúc các bạn mua máy, lấy máy thì các bạn có thể mua luôn những cái phụ kiện mà mình
phù hợp cho các bạn xem thử đây. Rồi sẵn cái video dài cho nó dài luôn nha các bạn. Một video cho hai sản phẩm và phụ kiện. Thì đây là cái silicon cover with strap, tức là cái ốp lưng silicon mà có cái dây, có cái dây. Giờ các bạn thích khui nào? Máy này là màu kem, mình khui màu kem luôn. Cái này chắc các bạn nữ rất là thích. Thì nhắc lại các bạn, đây là những sản phẩm chính hãng. Nhìn cái hộp, nhìn tem nhãn mác các bạn sẽ thấy ha. Sản phẩm chính hãng của từ Samsung luôn. Đó. Cái hộp dài có một cái cover bằng silicon. Đó. Này năm ngoái mình khui rồi, cũng giống tương tự như vậy, giờ nó khác chút xíu, nhìn nó dễ thương hơn. Đây các bạn bỏ máy vô đây nè. Ở đây cũng có một cái miếng keo nha, các bạn lột cái này ra nha. Lột này ra, bỏ máy vào đây cho nó hít vô. Đó, này là mặt trước. Có cái màn hình với hai camera ở đây. Đây mặt sau các bạn cũng lột cái keo ra. Các bạn chụp nó vô. Đó, xong. Như vậy là một cái cover có cái dây ở đây. Này có cái móc nữa nha, các bạn thích thì các bạn xỏ cái móc vô đây, treo toàn ten ở đây hoặc là ba lô, túi sách rồi các bạn. Nha, mua một cái móc á, là móc nhôm móc vô chỗ này. Rồi, cái chữ flip trên cái dây vải này rất là đẹp ha. Thì các bạn mua cái màu đen á thì cái dây màu xanh, cái chữ xám. Còn cái này là dây màu cam với cái chữ cùng cái tone màu silicon này luôn. Đây có cái logo Samsung nè. Rồi, để anh bật ra coi nó có gì hay. Khi các bạn bật ra thì nó như vậy. Đó, mặt trước nè. Mặt hông, mặt sau. Đó, dây đây. Dây đây để anh chị ta. Xỏ tay vô các bạn. Đó, xỏ ba ngón tay vô. Cầm. Toàn ten nè. Nhớ nha các bạn, bật ra các bạn mới có cái độ thụng của cái cọng dây. Các bạn xỏ ba ngón tay vô. Các bạn cầm nè. Không, cầm nè. Chát chít đồ nè. Không. Chát chít đồ tám dốc đồ này kia nó đeo toàn ten đây. Đó, ai giật mình giật lại. Còn khi mà các bạn gặp nó lại á, thì nó kéo hết hết rồi, mình không có xỏ được ha. Không còn cái độ thụng nữa, mình không có xỏ ngón tay vô được thì nó căng hết cái dây này ra rồi. Đó là cái ốp lưng này. Nó gọi là silicon cover with strap, tức là cái cover bằng silicon với cái cọng dây xỏ tay này. Đó. Tiếp tục cái phụ kiện chính hãng của Samsung nữa các bạn. Nhìn cái hộp là thấy thích rồi ha. Mình mua phụ kiện mà mình cầm những cái hộp chính hãng lên nó đã lắm các bạn. Clear slim cover, tức là trong suốt mỏng. À, trong suốt và mỏng, là mở ra coi trong suốt mỏng làm sao. Bữa giờ mình đi chơi quá đi, mình không có theo dõi. Bữa nay đi về cái là phụ kiện về tấp nập luôn. Cho nên làm cái video này để các bạn cùng với mình khám phá cái đống phụ kiện này. Đây một cái ốp lưng. Đó. Trong suốt. Trong suốt thì cái do cái gập cho nên họ làm hai khúc các bạn. Đó, xong vậy thôi, đơn giản, trong suốt, siêu mỏng. Đó, đây là cái đơn giản nhất mà các bạn có thể mua. Đó, các bạn nên mua ha, nên mua. Thì khi mua cái điện thoại được thì các bạn nên chọn cho mình một trong những phụ kiện, và cái hộp này mình nghĩ là cái cơ bản và tối thiểu nhất các bạn nên đầu tư. Clear Slim Cover. Thì dùng cái này thì nó trong suốt giống như những cái ốp lưng iPhone, Samsung từ xưa giờ, trong suốt siêu mỏng. Nó bọc hết cái điện thoại của mình. Các bạn gặp lại nó về thôi. Nó giữ được cái màu sắc, cái máy của mình, khung viền, mọi thứ nó y như là mình chưa bao bọc vậy đó. Đơn giản các bạn. Clear Slim Cover. Rồi, ốp lưng nhựa trong suốt. Rồi, Silicon Cover with Ring, tức là cái cover làm bằng silicon với một cái chiếc nhẫn ở đây. Đó, thì này Samsung cũng hay làm. Giờ mình sẵn khui luôn. Nhớ là những cái phụ kiện này là dành cho Z Flip 4 các bạn. Nó kích thước nó không có đúng với cái Flip 3 các bạn nha. Flip 4 do cái khung viền nó vuông vắn hơn, thiết kế nó có sự khác biệt, cho nên các bạn bỏ vào cái Flip 3 đời cũ là không được nha. Đó, thì đây cũng hai khúc, một khúc là dành cho phía sau, ốp vô ở trong này các bạn,
trong nó cũng có cái miếng keo. Cái keo này các bạn đừng có lo là dán nó dính nó hư cái mặt ha, nó chỉ là một cái phần dính hít thôi chứ nó không phải là dính để nó gây ra cái sự bay màu ha, hư cái mặt lưng của cái Samsung ha. Đó, một khúc. Khúc này thì có cái màn hình. Này Samsung, để mình coi nó bị cấn cái gì rồi. À đây. Giờ mình mình là hai lúa nữa, mình chưa biết xài. Cái này mình không có để như vậy được, mình phải bung nó ra. Bung nó ra nè. Ịt nó vô. Đó, ịt nó vô. Xong rồi tháo này ra. Tháo này ra. Hít cái này vô nè các bạn. Đó thấy chưa? Hít này vô đây. Đó, bóp vô nó kêu cái cốc đó, thấy không? Tức là cái dây này nó ràng hai cái khung này. Đây. Tháo ra lại cho các bạn. Đó, thấy chưa? Tháo ra nè. Gắn vô nè. Bóp vô kêu cái cốc luôn nha các bạn. Bóp vô kêu cốc nè. Đó, kêu cái cốc ở đây cũng vậy ha. Tháo ra nè, bóp vô kêu cái cốc nè. Đó. Rồi các bạn rút ra để nó hít vô ha, rút hai cái siêu này ra cho nó hít vô. Rồi các bạn hình vô đây. Cái video này quá chi tiết rồi, các bạn nào ở xa là cứ thế mà mua thôi. Về là các bạn y chang như vậy, các bạn gắn vô. Bật ra cũng giống vậy. Đây mặt lưng có chiếc nhẫn ở đây để các bạn xỏ cái tay. Tay mình này xấu quá làm hư cái video này hết. Đó. Gấp lại các bạn vẫn xỏ tay được, toàn ten toàn ten. Hai giật là mình giật lại. Rồi treo vô, các bạn nữ treo vô túi xách hay là treo vô chỗ nào đó, hoặc là cầm trên tay, nó là một món giống như trang sức vậy ha. Đó, rồi xỏ vô này. Cầm rồi buồn buồn bật ra rồi xỏ qua xỏ lại, đại khái là nó là một cái món phụ kiện. Có chiếc nhẫn ở đây để mình xỏ ngón tay vô và nó bao bọc cái điện thoại rất là đẹp. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 các bạn, và 9 giờ đêm nay thì sản phẩm này được chính thức giao cho người tiêu dùng Việt Nam, chính hãng luôn. Thì đây là cái đợt giao hàng sớm nhất trên toàn thế giới của Samsung Việt Nam. Đó, Phước có muốn bổ sung gì về tính năng, về kỹ thuật, về công nghệ mà mấy ngày nay Phước theo dõi được trên mạng xã hội, các bạn dùng, người dùng Samsung họ bàn tán không? Nói chung thì em thấy là những ai mà đã chưa có xài dòng Fold hoặc dòng Flip bao giờ đó, thì nên đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm thì rõ nhất. Đó, như vậy thì mình sẽ có thể mình hiểu và mình gọi là biết được rõ hơn về cái sản phẩm này. Chứ thực ra mình chia sẻ ở đây thì chưa chắc các bạn đã hiểu rõ được hết đâu. Tại vì nó rất là nhiều thứ trên cái bộ đồ này để bạn khám phá ha. Rồi giá cả thì các bạn cũng liên lạc trên website và chat, hoặc là liên lạc trực tiếp với nhân viên cửa hàng để có cái giá tốt nhất các bạn. Mình không có đưa giá cũng như là cái khuyến mãi lên cái video này, tại video này nó lâu dài mà cái giá và cái khuyến mãi thay đổi liên tục các bạn, cho nên là cập nhật liên tục trên website. Rồi thì cái trưng bày của sản phẩm này có ở dưới quầy Samsung ở 144 Võ Thị Sáu. Rồi mà mình xin bổ sung thêm một ý cho anh Nguyên luôn ha, là hiện tại là bên hệ thống An Nguyên đang có một cái chương trình, đó là thu cũ đổi mới nha, dành cho những ai mà đang muốn lên đời cái bộ đôi Flip 4 và Fold 4. Đó thì bạn có việc đến đây. Đó thì cái link thì sẽ đến dưới phần mô tả để các bạn mà có muốn gọi là sở hữu cái bộ đồ này mà một cái mức giá bán nó tốt nhất á. Đó thì đây ha, mình sẽ có một cái link để bên dưới cho bạn xem tham khảo. Thu cũ đổi mới đúng không? Đúng rồi anh. Rồi. Này coi video là hết sảy luôn các bạn. Nhất là những cái vlog của mình nha. 4K. Đây. Chạy ầm ầm luôn. Đó. Đã lắm. Việc đi du lịch tự do rất là thú vị các bạn ha. Mình làm chủ được hành trình, được thời gian. Đây các bạn, Galaxy Z Fold 4 nè, Book S Pen, rồi mọi cái thông tin chi tiết, giá cả đều có trưng bày ngay cái cửa hàng 144 và 6 các bạn ha. Với một cái đế chân rất là đẹp ở đây, có thông tin đầy đủ ha. Còn cái nắp gập dành cho các bạn nữ, Z Flip 4 thì trưng bày ở chỗ này. Đó. Trưng bày chỗ này, đây Z Flip 4 nè. Cũng thông tin đầy đủ hết, màu sắc, có giá cả bán cùng với cái tai nghe đây các bạn ha, cùng với cái tai nghe mới nè. Có trưng bày ở đây hết trên một cái tủ ở đây. Cái này là Buds 2 Pro nè.
Đó, và cái đặc biệt là cái đồng hồ nãy mình nói nè ha. Đặt trước là giá bao nhiêu, khuyến mãi đồ này kia có hết ở đây, thông số kỹ thuật có hết ở cái bàn trưng bày này. Các bạn thấy có 3 sản phẩm nè. Ngay cái bàn rất là xinh xắn dễ thương, và đây là cái đồng hồ. Đó, nãy mình chưa khui hộp nha. Đây các bạn thấy ha, rất là đẹp. Galaxy Watch 5 Pro. Đây là cái đồng hồ thế hệ trước của mình nè. 4 nè ha. Đó, 4 Classic và 5 Pro. Bằng thép. Nhìn cứng lắm. Cứng, nặng, chắc chắn. Cái viền xung quanh nó cũng bắt đầu làm phẳng hơn. Và cái thay đổi lớn là Đố Phước là biết cái gì không? Dạ. So với cái cũ. Thì chắc cái viền quá. Viền sao? Nó sẽ nhô lên cao nè. Với lại cái mặt sapphire. Rồi. Dạ. Phước nói là mặt sapphire và cái viền nhô lên cao. Còn mình đây. Cái vòng đây các bạn. Cái vòng xoay nè. Ha. Cái bảng 4 của mình là có vòng xoay nè. Đó, để mình điều chỉnh. Đó, còn cái này bỏ rồi các bạn ha. Cho nên là bây giờ họ xoay bằng cái cảm ứng bên trong. Cảm ứng đó. Đó. Còn bây giờ đó thì cái màu nó mình thấy nó rực rỡ hơn đó, so với cái máy của mình, cái đồng hồ của mình nè. Đó, có vòng này cũng thích lắm. Đây. Galaxy Watch 5 Pro. Đó, các bạn ghé thử trải nghiệm và chuẩn bị rinh hàng về. Rồi, video quá dài rồi, mình kết thúc ở đây. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.